tip kem trị nám mà các chị dùng các chị sẽ hết sạch nám sạm tàn nhang thì các chị có tin không ạ? Không tin đúng không ạ? Nhưng mà đấy là sự thật các chị nhá. Bởi vì đây là một cái sản phẩm kem trị nám của Nhật và là một cái sản phẩm mà em xách tay và săn sale được. Đấy, xách tay về Việt Nam của mình vừa săn sale được nên là có giá ưu đãi trong ngày hôm nay luôn. Các chị thêm một tip nữa là hai tip ngay tại livestream này. Đấy, những chị nào mà bị nám sạm tàn nhang này, bị đồi mồi này, da không đều màu này, bị lỗ chân lông này, da của mình gọi là bị sập sệ này thì các chị sử dụng cái liệu trình này cho em. Cam kết với chị là sau khi các chị sử dụng cái kem trị nám của Nhật này, sau một liệu trình là da của các chị sẽ đẹp lên và hết sạch nám sạm tàn nhang. Nếu không hết em hoàn tiền cho các chị 100% luôn. Đấy, ngày hôm nay đang hai hộp kem trị nám như này, hai tip kem trị nám như này. Nên là các chị nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại cho em nha. Những chị nào mà kiểu như là da của mình mới xấu có 1 đến 2 tháng đến 3 tháng thì các chị sử dụng cho em hai tip. Còn những nào chị nào mà da của mình từ 3 tháng trở lên đến 1 năm, da của mình xấu ấy, bị nám sạm tàn nhang ấy, trong khoảng thời gian đấy thì các chị sử dụng cho em liệu trình 5 hộp. 5 hộp thì các chị luôn. Còn những chị nào mà bị nám sạm tàn nhang trên 1 năm này, da của mình không đều màu này, uống rất là nhiều loại thuốc không giảm này, dùng rất là nhiều loại bôi rồi không giảm thì các chị sử dụng cho em liệu trình 10 hộp. Các chị sẽ hết sạch nám sạm tàn nhang. Và chính bản thân em là người đang sử dụng. Em bây giờ đang 34 tuổi, ngồi live stream với chị, các chị xem mặt em này, không bị nám sạm tàn nhang nào và không bị lỗ chân lông nào luôn. Da của em rất là đều màu, căng bóng như thế này. Bởi vì em bây giờ vẫn đang duy trì, em hết sạch nám sạm tàn nhang mà em vẫn duy trì sử dụng cái kem trị nám này. Bởi vì thích lắm các chị ơi. Khi các chị mà dùng ấy, buổi tối các chị dùng, các chị bôi như này cho em. Đấy, trước khi đi ngủ các chị bôi như này cho em. Sau sáng mai các chị dậy nhá, các chị sẽ cảm nhận luôn, các chị sờ lên mặt của các chị sướng lắm các chị ơi, nó mịn luôn, nó căng luôn cho các chị luôn. Và sau một tuần các chị sử dụng. Đấy, sau một tuần các chị sử dụng thôi là các chị sẽ thấy rõ là những cái vết nám sạm tàn nhang nó sẽ mờ đi và da của mình nó căng hơn. Đấy, nên là ngày hôm nay ưu đãi quá nhiều, nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại cho em nha.